Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 2NT Mobile. Và đây là kênh YouTube bé chút xíu của mình. Hôm nay thì đang có một cái event vô cùng thú vị và hấp dẫn. Đó chính là các bạn có thể like ra những cái con dragon đẳng cấp là L vô cùng hiếm luôn. Wow, ở đây thì đang có like ra hai bé. Rồi, bây giờ thì hôm nay HNT sẽ đến với mọi người. Và ở đây có một cái event vô cùng hấp dẫn. Các bạn có thể giải quyết cái vấn đề ở đây, đó chính là... Rồi, tốn một chút xíu về. Ôi, sorry luôn, không thể về nhà được. Bây giờ mình sẽ vào cái khu vực arena và mình sẽ quẩy ở đây nha. Wow. Các bạn thấy trang phục của cái bé rồng đá của mình đẹp không? Mình thấy là đúng đẹp luôn, đẹp từng cm vì nó tốn ít mình 60 viên game để có thể sở hữu được cái trang phục này. Và giờ đây chúng ta sẽ mang cái bé này đi để múa lửa. Wow, một pha lăn tròn tiến thẳng đến đối phương như một cái quả banh. Oh my god. Sức sát thương thì khỏi phải nghĩ và bàn rồi. Bây giờ thì mình sẽ xài cái chiêu quýnh sông chạy của rồng vực thời gian. Wow. Oh my god. Mình quýnh xong và mình lôi xác cái con rồng ra. Thuộc có con thần long ra các bạn ạ. Bé thần long này thì lượng máu lên tới 69.000. Rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ninja rùa. Cái bạn này đặt tên giống như là đặt tên con ninja rùa vậy. Chúng ta đang là chữ B và mình nghĩ là mình có thể quánh xong chạy nè. 13.000 chạy. Oh yeah. Làm sao chú bắt được anh? Quýnh khè nó cho nó sợ chơi. Rồi bây giờ mình sẽ nhả nhẹ với tiệt chiêu fly. Oh my god, con này đẳng cấp L và nó lầy hơn mình nghĩ. Cái gì ghê vậy man? Oh man, quýnh làm hết cả hồn. Wow, victory. Chúng ta vừa có một cái màn biểu diễn khá là ấn tượng. Rồi, bây giờ sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Và có cả cái... What? Chúng ta lên một cái tầm cao mới nữa rồi sao? Rồng lại bị đổi nữa rồi. Lần này thì dường như không bình yên tí nào. Rồng vượt thời gian lại là anh Đại. Oh my god, bé Silly đang được đưa ra để lãnh sát thương. Wow, ở đây rồng vượt thời gian là anh Đại level cao cũng như là đẳng cấp nhất luôn. Cố lên nào. Hên quá, lãnh một đòn. Nhưng mà cái đòn này không phải là đòn chí mạng các bạn. Nó không dùng đau với mình. Và các bạn ơi, ai chưa đăng ký kênh HNT thì đừng quên bấm vào cái nút subscribe nha. Hãy đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Để HNT ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên được nhận thông báo luôn nha. Và đừng quên cho một like để ủng hộ cũng như là khích lệ tinh thần nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái bé này ra để hù dọa. Đó, cảm giác rất là phiêu luôn. Wow, anh bạn level 26. Và bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ xài cái tuyệt chiêu cũ rồi. Quýnh xong chạy. Giác sát giọt với tốc độ bàn thờ liền men đứng lại là nó quýnh cho xì máu mũi luôn á. Ok, và chúng ta sẽ làm được cái điều gì ở đây? Đây, với tuyệt chiêu của bé Silly. Mình nghĩ rằng mình đủ sức để cọ sát với team bạn. Oh yeah. Wow, chuẩn luôn. Rất là mừng vì chúng ta vừa giành được chiến thắng ở cái khu vực vô cùng khó khăn này. Hai trận rồi, bây giờ thì chắc sẽ là bật cái khiên lên ha mọi người. Đó, chúng ta sẽ bật cái khiên lên để tăng cái nguồn sức mạnh cũng như là cảm hứng. Chứ nếu không thì quýnh cái này rung lắm đó man. Oh my god. Những con rồng mạnh nhất của chúng ta đẳng cấp Legion. Và có cái cảm giác khá là run rẩy ở đây. Chắc mình sẽ đổi đi. 28, 30. Cái này thì nó không vui tí nào rồi đó. Cái gì level 35 luôn vậy mấy man? Mấy men đừng làm khó nhau vậy chứ. Oh my god, càng đổi nó càng cho mấy ca khó các bạn à. Tốn game quá cơ và bây giờ mình ép buộc phải chơi luôn.
không đánh không được. 27.000. Anh ta đang cảm thấy rung tim. Ôi nó chơi nó bơm máu hay chơi kỳ men. Chơi mà bơm máu hả? Anh quýnh cho chú khỏi bơm luôn nè. Hên quá cơ. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ mình sẽ nhả nhẹ cái nha. Cái này chắc mình nghĩ là mình đủ đam nè. Wow, lên dĩa bé ơi. Anh bạn đấu sĩ rồng đang được phái ra để đại chiến với mình. Trận này khá là căng thẳng luôn. 13.000. Mình khiệu cái có 13.000 hả? Tính ra cũng khá là bèo bọt các bạn ơi. Giữ gìn bình tĩnh và phong độ, anh bạn Silly đang thể hiện khả năng của mình. Ồ, chúng ta không thể rung, không được rung. Mình mà rung là mình ngu liền. Ôi, cái căng vậy. Không xong rồi các bạn ơi. Các bạn còn một con level 35 lần. Máu nó thì đầy, máu mình thì đang tụt từ từ. Chơi luôn chứ sao giờ. 15.000, mình quýnh được cái có 15 hà. Quýnh xong chạy man. Chấp nhận hy sinh một đứa thôi, chứ mình ở lại là nó quýnh mình bấy luôn á. Wow. Oh yeah. Quá tuyệt vời. Victory các bạn à. Vừa có một chiến thắng nhẹ nhẹ luôn. Ok, chúng ta thêm một trận nữa thì mình sẽ được cái món quà khá là đặc biệt. Wow, 33, 32, 328. Con này nó hơi căng não mình chút xíu. Để mình kiếm coi có cái con nào kỵ hệ không. Ôi trời ơi, sao mà đem tem không có con kỵ hệ nào vậy. Đánh như vậy thì mình đánh chắc không lại, cho nên mình đổi đội hình đi. Chơi thử luôn xem. Chứ mình thật sự mà nói thì level 30 tên bạn thì sẽ khá là mạnh, trong khi mình level cao nhất và chỉ là 30 thôi. Quánh xong chạy cái nè. 15.000. Ồ, hên quá cơ. Chắc là mình sẽ chịu được một đòn nữa. Rồi, tuyệt vời. Đi vô anh ơi, anh quýnh như vậy là mừng lắm rồi. Một bé đã bị hạ gục. Bây giờ thành viên tiếp theo Sonic. Wow, anh ấy được đam với mình cơ. Không ổn rồi. Trời ơi, chúng ta không có con nào được đam cả. Lần này có cảm giác hơi là rung, gọi là feel đây. Ôi trời ơi. Man quýnh về ai chịu nổi hả man. Quýnh xong chạy các bạn à. Tuyệt chiêu của mình. Phải chơi lầy như vậy thôi chứ hết cách rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình không chắc là mình có thể hạ được con này luôn. Không hạ được luôn. Tim tôi đau quá man. Ôi trời ơi. Hai mươi bốn ngàn. Quýnh xong chạy mà bây giờ có một mình sao chạy đây. Oh my god. Ok, rất là tuyệt vời khi chúng ta đã bị hạ knock out. Thêm một trận nữa là chúng ta có thể nhận được một cái rương. Wow. Nhưng mà VR và một con level 36. Level 36 một mình con này nó cần tem luôn á. Đánh gì nổi. Oh my god, sao đội hình mình nhìn thấy không cân sức miếng nào ta. Kiếm cái đội hình bèo bèo cho em quốc chi. Nó không có cái đội hình nào mà bèo hơn được nữa luôn á các bạn à. Wow, siêu anh hùng. Mới vào thôi chúng ta đang phải gặp phải một cái anh bạn siêu anh hùng mà mình được đam luôn. Đây, xem sức mạnh của em 12k. Kiếm sĩ Việt Nam, Mid-in Việt Nam.
12. Tiếp tục chiến đấu các bạn à, chúng ta không thể thua được. Chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Yeah, hạ được một bé rồi. Mừng ghê luôn. Ôi trời ơi, thôi rồi lỡ mơ rồi. À, các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT thì hãy bấm vào cái nút subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông kéo bên nút đăng ký lên. Nếu tin ra video hay là livestream thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng tiếc gì một like ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.